Bài tập số 1, các con cùng nhìn. An và Bình nhận làm chung một công việc. Nếu một mình An làm thì sau 3 giờ sẽ xong công việc. Còn nếu Bình làm một mình thì sau 6 giờ sẽ xong công việc đó. Cả hai người cùng làm thì mấy giờ sẽ xong công việc đó? Các con nghe lại nhé. An và Bình nhận chung làm một công việc. Nếu một mình An làm thì sau 3 giờ sẽ xong việc. Còn nếu Bình làm một mình thì sau 6 giờ sẽ xong công việc. Hỏi cả hai người cùng làm thì sau mấy giờ sẽ xong công việc đó? Với bài toán này thì chúng ta coi cái công việc là một đơn vị và chúng mình sẽ phân tích tóm tắt như sau. An làm trong 3 giờ thì xong công việc và đây là cả một khối lượng công việc mà An cần làm. Cô coi nó là một đơn vị nguyên và một cái đơn vị đấy cô ứng với một cái hình vuông như thế này. Đây là một cả một khối lượng mà bạn An cần phải làm. Và trong 1 giờ thì bạn ấy làm được bao nhiêu phần công việc? Các con sẽ nhìn thấy 3 giờ bạn làm xong hết cả cái công việc này. Như vậy thì 1 giờ bạn ý chỉ làm được 1 phần 3 công việc thôi. Đúng không nào? Đúng không? 3 giờ thì bạn ý làm được hết cả công việc này. Như vậy thì 1 giờ bạn ý chỉ làm được 1 phần 3 công việc thôi. Thế còn bạn Bình thì sao? Chúng mình thấy bạn Bình mà làm một mình thì trong 6 giờ mới xong công việc. Như vậy cô vẫn coi cái khối công việc ấy là một đơn vị nguyên. Nó ứng với hình mà cô cho. Thì trong 1 giờ bạn Bình bạn ấy chỉ làm được 1 phần 6 công việc này. Đây, các con nhìn thấy trong 1 giờ bạn Bình bạn chỉ làm được 1 phần 6 công việc này thôi. Vì bạn làm cả hết khối lượng công việc này trong 6 giờ.